Ui, chị biết tin gì chưa? BTS sắp có phim chiếu rạp đấy rồi mới biết là chị xem hai lần rồi Ui, quá, nhiều phim em ơi Bây giờ chúng mình sẽ đọc một bài báo review sơ bộ về BTS Yet to come in cinema để xem có những cái gì trong concept chiếu rạp này nhá Ok luôn ừ. Tiêu đề là What next for the biggest K-pop group in the world? Oh, so... BTS has now become a household name and you'd be hard-pressed to find a large group of people who don't recognize the K-pop giants. The seven-member boy group hosted their last concert in Busan on October 15, 2022. The show has one of the biggest, biggest concerts ever as it was advertised to be BTS contribution to South Korea beat for the 2013 World Expo to be held in Busan. Ooh. đây có cụm kiểu household name ý nghĩa là gì hả chị Household name tức là những cái tên tuổi nó rất là nổi tiếng, wow. nổi vô cùng luôn kiểu very famous. Very famous. Yeah. Uh, pressed cũng khá hay này, khi mà mình muốn nói là mình gặp khó khăn trong việc gì đấy, mm. ừ. mình có thể dùng cụm hard pressed. Giants này, đoán nghĩa xem nó là gì? người khổng lồ của ừ. K-pop à đúng rồi đây là kiểu những người gọi là uh, có cái sức ảnh hưởng rất là lớn ấy. Oh. ví dụ như có những cái tech giants như là apple này hay là samsung này thì cũng gọi là giants dùng từ đỉnh ừ. đấy đỉnh. ông lớn ấy. có một từ có vẻ sẽ hơi mới với các bạn này beat cái rất uh, là cuộc đấu giá đấu thầu cho um. một cái sự kiện ở đây này world Expo alright next one này The main show saw up to fifty thousand fans watching live in South Korea while a simultaneous live play and live stream of the show drew in millions of viewers from across the world. The same concert has now returned in the form of a movie that has been released in multiple theaters from February first for a limited time. Here, Hà là, thú vị. là là draw in. Đúng rồi, draw in nó bằng cái từ attract ấy. Oh, hút hàng triệu người xem. Yeah. Và concert bây giờ thì nó lại in the form dưới dạng một cái bộ phim Hay nhỉ, mm. bây giờ có nhiều cái kiểu <laughs> nhờ, 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 ờ nhờ, để nhờ. thu hút fan nhỉ. Yes, very Nghĩa. nice Tư bản cây pop <laughs> chúng ta đều là bẫy của những tư bản bo góc thôi. Đâu sập bẫy hết rồi. <laughs> ok, Dương đọc hai đoạn này đi này. This concert is admittedly a little different from BTS others. Mm -hmm. We now know why BTS members were really emotional with them men. Mm. Uh, as a viewer, one could see how the members already knew yet to come in Busan was going to be their last concert as, as seven. The concert has special focus on Jimin since it was his Birthday a few days before the show, oh, yes. wow. Cái này kiểu có thể có một cái từ mới là kiểu mens. Ừ, rất là kiểu một cái cái cái, cái tiếng lóng ấy. Um, speeches, speeches kiểu um, phát biểu, phát anh. biểu, phát biểu của idol ở trong concert um. kiểu sau sau khi hát hò các thứ ừ. Hoặc là trước khi hát các thứ. Còn admittedly, admittedly là gì ạ chị? Là kiểu như, như đã được thừa nhận đấy, ấy oh. được khẳng định lại đây. Okay, special focus, mm, special, his special focus on. the mm. sẽ là center ừ, của tâm điểm concert nào. Moreover, Jimin and Jungkook's happiness in performing their in performing in their hometown, Busan, really shows through. Jungkook even tried to speak in Busan Saturday which fans seem to have. enjoyed a lot. The rap line stole the show with their performance and their mock fight in uh and BTS Cypher part 3. Ừ. có cái cụm show through ấy, em chưa nhìn thấy bao giờ là gì ấy. Ừ. Nếu mà đơn giản nhìn vào mặt động từ thì show chắc có nghĩa là thể hiện ra, thể hiện cảm xúc ra. Cảm ừ. xúc uh, happiness ừ. mà. Ừ ừ. Cảm thấy hạnh phúc các thứ stole the show. là kiểu chiếm spotlight Ừ đúng kiểu rồi, Chiếm đây. spotlight, star spotlight. Yeah, spotlight. Mock fight cái này cái này có được coi là từ chuyên ngành trong trong ngành rap <cười> <cười> Trong ngành các rapper với nhau. Mock fight là kiểu rap diss à? Chắc kiểu vậy nhỉ. <laughs> rap ừ. diss kiểu rap đối kháng, battle rap các thứ. Khá là hay. Ừ. ừ. Jean's men's had fans getting emotional now that everyone is missing him so much given his Enlistment, while V had fans swooning over his duality. The set pieces like the broken carousel from Spring Day of the Bass from No More Dream all took fans back to the memories of the good old days of BTS. However, the run's BTS performance was a much needed downtime from overwhelming emotions. Mm. 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 Có một cái từ khá Các bạn sẽ rất hay gặp cái từ này, này Enlistment này Cái này có nghĩa là đi uh, Tổng quân nhập ngũ à, đây. À, à, à. Ừ, vừa, vừa, vừa có đợt từng nhập ngũ xong đấy Anh Jean vừa đi, anh Jean của em vừa đi xong ừ. uh, Swooning over Cái này đặc biệt dành Đặc biệt dành cho các fan girl này <laughs> Và các fan nói chung này Là, là kiểu này. rất là phấn khích à. Rất là cảm động, xúc động mạnh ấy. Ngất anh chờ... BTS em yêu anh các thứ Cụm này cũng có thể dùng để nói về những cái kỷ niệm này ừ, To fast back to the to memories, memories. Ừ. Để đưa họ trở về những cái uh, hoài niệm Quá Tháng. khứ tươi đẹp Đúng rồi, quá khứ tươi đẹp uh, Down time ở đây chị nghĩ nó liên quan đến là kiểu như là một cái giờ nghỉ ngơi ấy, ừ. ở giữa các cái performance Để không bị overwhelm cảm xúc ừ, Đúng rồi, đúng rồi đấy. <laughs> BTS Yet to Come in Cinemas is a perfect way for fans of BTS to meet other armies and feel the love for the boy group together. The show is available to stream online, and hopefully, the boys will finish their military responsibilities and come back together as a group very soon for more concerts like this. Hy vọng là các bạn đã học được nhiều từ vựng hay cũng như là đã nắm được một vài thông tin sơ bộ về BTS Yet To Come In Cinema qua video ngày hôm nay nhé. Bạn nào mà chưa đi xem phim thì rủ mình đi với. Alright, see, see you next time. time.